À, vâng kính thưa tất cả mọi người nhé hôm nay mọi người có khỏe hay là không quốc võ cũng à, cố gắng dành một chút xíu thời gian ngày hôm nay để mình lên mà chia sẻ những cái tâm tư tình cảm đối với mọi người trong câu chuyện của ông võ hoàng yên và bà nguyễn phương hằng và ông vũ Vũng, Vũng là dôi nữa mấy ngày hôm nay mọi người rất sôi động phải không ạ mọi người khắp nơi à, cũng đã chia sẻ những cái clip hoặc là cũng là xôn xao bàn tơ tán xôn xao rất là nhiều cuộc gọi gọi tới quốc võ à, từ ngày mấy bữa nay và đặc biệt hồi hôm qua cũng gọi quá chừng luôn. Hồi sáng này cũng gọi mà quốc võ thì bận quá hôm nay bận đi làm nhiều việc quá cho nên không có có rảnh nghe nghe thoại nữa, nữa. không quý vị thông cảm dùm nha. À, thật sự mà nói á, là ngày hôm qua cũng khá nhiều cái chuyện mà nó cũng đáng buồn buồn trong lòng. Tại vì quốc võ đó làm cái kênh youtube ra đó là thật sự là đưa những cái tin trung thực nhất chứ mình không có muốn mình bên vực ai mà mình bỏ ai cả bởi vì câu câu chuyện đâu còn có đó các bạn rõ ràng là rất là nhiều nhân chứng đưa ra ông võ hoàng Yên ông bị sai sai phạm đó chữa bị chữa bệnh thậm chí là gây chết người rồi không hết bệnh rồi nhiều lắm và hiện tại bây giờ là bộ y tế cũng đã à, Cứ như là à, có những chỉ chỉ định chỉ đạo xuống với sở y tế của các tỉnh là ví dụ như là bình, bình thuận này rồi tỉnh hà tĩnh này để uh, có thể là xem xét lại có quá trình mà cấp phép uh, cấp giấy phép hành nghề đó như thế nào tuy nhiên thì bên phía cơ chức năng tòa án nhân dân vẫn chưa có đưa ra kết luận là ông có bị sai hay không cho nên chúng ta khoan vội um, mình đưa ra những lời mà nhận định một cách là tiêu cực vì vậy cho nên là kênh quốc võ đó các bạn biết không à, xưa nay có Võ làm thì theo một cái xu hướng rằng là mình không có bên vực ai và mình đưa ra những thông tin chính xác có là nói không có thôi và những cái gì mà cái đưa ra là từ báo chí à, chính thống họ đưa ra thì mình chia sẻ tin lại chứ mình cũng khoan mình cũng chưa có dám là mình khẳng định rằng là họ đúng hay sai nữa mình cũng chưa có dám đưa ra ý kiến cá nhân của mình nữa bởi vì nếu như mình đưa ra mà không đúng sau này mình rất là mệt mình cảm thấy mình rất là khó chịu với lương tâm của mình bởi vậy cho nên là những cái thông tin một quả đưa ra đây á là thật nhất có thể tuy nhiên thì có hai cái ý kiến rất chiều à, hiện tại bây giờ các bạn rất thấy rõ ràng trên mạng á, là bên phía của ông võ ngọc yên cũng có một cái lượng fan hâm cổ rất là hùng hậu và bên phía của bà nguyễn Hoàng cũng có một lượng lượng fan là không không thể là gọi là ít được quá nhiều luôn vì vậy cho nên khi mà mình nói ra mình có những cái cái lời nói nào mà mình nó có có vẻ là bên vực bên kia đó thì ngay lập tức là sẽ bị cái bên này là chống đối liền. Đó. Giống như ngày hôm qua các bạn thấy không? Vào kênh Quốc Võ đó là có một cái lời bình luận thì là nói là Quốc Võ là bên vực ông Võ Hoàng Yên. Thật sự Quốc Võ đến thời điểm này đóng bên vực ông nào đâu. À, chưa, mình chỉ đưa ra tin tức thôi. Mình không có bên vực ai cả. Nhưng mà các bạn nhớ một điều như thế này nào các bạn đừng có coi thường những cái người làm YouTuber bởi vì những người YouTuber đó thật sự mà nói đó là họ đang cộng tác với một công ty lớn nhất thế giới, công ty tỷ đô là công ty YouTube đó các bạn. Và những anh em YouTuber đó là làm việc giống như một người làm việc bình thường. Họ họ dùng cái chất xám của mình nè, họ dùng những cái tài năng của mình. quay phim rồi dàn dựng rồi edit rồi làm âm thanh, làm tiếng động rồi họ phải thật sự mà nói trong những cái câu chuyện ngày càng như thế này là rất là nguy hiểm nguy hiểm vô cùng luôn bởi vì có thể đối mặt với lại những cái thành phần mà bất hảo trong xã hội mà có thể là họ Họ có thể chơi mà lúc cái lúc nào họ hăm dọa đủ điều các bạn à, à, làm cho rất là hoang mang làm cho rất là lo sợ một số anh em youtuber đó rất là sợ cho nên mà Nghề youtuber đó cũng là một cái nghề uh, nó chính đáng và nó có giá trị. Uh, mỗi mỗi năm là phải khai thuế, tức là cộng tác với một công ty tỷ đô và hàng năm là phải khai thuế giống như là một cái công việc bình thường chứ không phải là một cái nghề mà uh, thấp hèn gì cả mà các bạn uh, lên lên tiếng nói rằng những con trình kênh này nói rồi thì cái chuyện đó là cái chuyện không đúng mình không thể nào mình sử dụng những cái từ đó đối với những những người làm youtuber những người mà họ đã lặn lội bỏ thời gian công sức ra lặn lội đường sắt xa, xa xôi để đưa những cái thông tin mà chính xác cho các bạn xem mà các bạn ở nhà các bạn xem thì các bạn xem miễn phí đúng không ạ không có có tốn tiền mình xem một cái bộ phim dài tập mà mình không phải bỏ tiền để mua vé đúng không ạ xem youtube mà xem miễn phí như vậy cho nên là các bạn hãy tôn trọng những cái người làm youtuber bởi vì họ là những người cống hiến cái công sức của mình cống hiến cái tài năng của mình ra để cho làm vừa lòng của công chúng và đưa những thông tin mà xác thực nhất có thể vì vậy cho nên là cũng khá là thương cho những anh em youtuber ở việt nam à, đi mệt mỏi lắm những anh em đều có gia đình có vợ có con mà phải bỏ vợ con ở nhà rồi phải đi tới nơi này tới nơi, nơi nọ đi về tánh linh À, để phỏng vấn rồi đi vào thậm chí chạy tuốt ra hà tĩnh luôn hoặc là đi xuống dì biển cà mau luôn để phỏng vấn những cái người mà dân những người đã từng đi đến cái chỗ của ông chẳng hoàng yên để chữa bệnh đó thì họ cũng lặn lội được xa xôi và phải ở lại khách sạn rồi phải đối mặt với những cái thế lực ngầm nữa phía sau nữa cho nên là rất là khó khăn vì vậy cho nên là anh em youtuber ở việt nam mình rất là nể mình rất là phục mấy anh em này còn trẻ tuổi cho nên còn hăng say lắm và cũng rất là gan dạ vì vậy cho nên là có những cái lời mà nhận xét comment ở trên mạng nó làm mình cũng thấy buồn buồn à, tại vì mọi người chưa có hiểu hiểu rõ chưa có thông cảm được vì vậy mình mong rằng là những những cái người mà mà cộng đồng mạng anh em mà mà xem những cái clip đó, thì mình có thể comment nhưng mà mình comment những cái lời lẽ cho nó có vẻ nó nó văn minh chút xíu và nó có vẻ nó nó tình nghĩa chút xíu tại vì mình coi không mất bắt tiền mà Thì xá gì những cái câu nói mà nó văn mỹ chút xíu nó nó, nó hoa mỹ để có thể làm vui lòng cho cả hai đúng không ạ đó rồi thứ hai nữa đó một cái điều quan trọng là bên phía của bà nguyễn phương hằng và ông dũng là gì? ông dũng là dơi và giống như là ông võ hoàng yên á thì cũng có những cái fan hâm mộ riêng vì vậy cho nên là nếu như mà những cái fan hâm mộ mà đưa ra những cái lời lẽ mà nó có vẻ là nó, nó không được hoa mỹ cái lời lẽ mà nó, nó không được là nó uh, nghe nó lọt lỗ tai lắm thì giống như là mình mình uh, làm xấu mặt đi cái người mà thần thưởng của mình rồi đúng không ạ ví dụ như bây giờ quốc võ bên vực ông võ hoàng yên thì cái fan hâm mộ của bà nguyễn phương hằng nhảy vô chửi thì như vậy các bạn chửi những lời lỗi thô tục thì thì coi như là các bạn cũng đã làm xấu mặt đi cái người thân chủ của mình cái người thần tượng của mình là bọn Nguyễn Phương Hằng hoặc là quốc võ binh vực bọn Nguyễn Phương Hằng thì cái fan của ông giáo Uy nhau chửi như vậy nó cũng sẽ không có hay và một cái điều quan trọng nhất là những cái người mà bạn bè của thế giới ví dụ những người mà sống ở những đất văn minh đó, họ nhìn vào họ thấy cái văn hóa chửi của mình đó, thì họ sẽ đánh giá được Việt Nam chúng ta vì vậy cho nên là quốc võ mong rằng À, các bạn cứ việc comment nói lên những cái chính kiến của bản thân nhưng mà mình nói làm sao cho nó lịch sự để cho nó văn minh và cái người nghe họ cảm được họ cảm được những cái điều các bạn đang nói và họ cảm thấy ô oh, oh, anh này nói hay anh nói không có đúng ý mình nhưng mà anh nói thật sự rất là thuyết phục và bằng những cái ngôn từ rất là hoa mỹ như vậy làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn à, đó đúng ạ à. À, lời nói không mất tiền mua mà lưỡi lời mà nói cho vừa làm nhau đó là những câu danh ngôn mà có anh luôn nằm lòng à, anh em tứ hại cho huynh đệ có thể là bây, bây giờ chúng ta chưa có um, chưa có đồng ý với nhau về ý kiến gì đó chưa có đồng quan điểm với nhau nhưng mà biết đâu sẽ được một ngày nào đó gần đây thì chúng ta có thể là bạn thân của nhau của không biết chừng đó thêm một người bạn chính xác là sẽ là bớt đi một kẻ thù cho nên quốc bảo luôn mong muốn mọi người là cũng coi nhau như nhà bạn Cho dù ngay thời điểm này không đồng quan điểm Nhưng mà mình vẫn mong muốn với nhau Cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn Việt Nam bây giờ đang nằm trong thời kỳ là 4.0 Rất là hiện, rất là văn minh uh, Sánh vai với những cường quốc năm châu khác Vì vậy cho nên là chúng ta hãy chứng tỏ rằng là mình một người sống văn minh Có ích cho xã hội Đó mong rằng là tất cả mọi người cùng hợp tác với nhau làm thành một cái khối thống nhất để cho chúng ta nâng cái tầm lên à, là như vậy đó bởi vì câu chuyện này nó vẫn còn dài lắm anh à, Quốc võ nhận biết rằng là khá là dài bởi vì hiện tại bây giờ cơ quan chức năng là mỹ phía công an nè đã vào cuộc đang điều tra thì các bạn thấy một vài clip của những anh em ở youtube ở dưới miền tây họ đã quay được cái cảnh mà công an cũng xuống từng cái nhà đó từ cái nhà mà của những người mà bệnh nhân mà đã từng chữa bệnh của ông võ Ngoại yên đó để phỏng vấn những người đó rồi ông hà tĩnh nữa cũng có nữa công an cũng đang điều tra nữa rồi đài truyền hình vtv bây giờ cũng đã lên rồi đâu các bạn nè rồi um, bên phía của bộ y tế nè cũng đã gửi những cái công văn cho những cái sở y tế ví dụ như là tỉnh bình thuận nè sở y tế tỉnh hà tĩnh nè đó để coi là xem xét lại tại sao lại cấp những cái giấy phép hành nghề cho ông võ hoàng yên trong khi mà ông võ hoàng yên không có một cái bằng cấp gì cả về y khoa thì tại sao lại cấp thì bên phía của bên phía của sở y tế hà tĩnh nói rằng là à, cái à, tức là ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh ra lệnh cho sở y tế là cấp giấy phép cho ông võ hoàng yên hoạt động nhưng mà hoạt động trong cái khuôn khổ nhất định là ở tại tỉnh Hà Tĩnh thôi chứ không có được ra ngoài bởi vì tỉnh Hà Tĩnh là cái có thể là những ông này ông biết là ông Hoàng yên có thể chữa định chữa bệnh được đó cho nên là, là ông ông không cần tới cái giấy tức là không cần tới bằng cấp nữa miễn sao ông có tay nghề là đủ rồi thì như thế thì trong sau đó thì ông ông Võ Hoàng Yên ông mới yêu ông mới đề nghị là bên sở y tế là cấp luôn cái giấy phép hành nghề cho những cái người cộng sự của ông nữa nhưng mà sở y tế là không đồng ý bởi vì cái đó nó nằm ngoài khả năng đó là như vậy thì bây giờ bộ y tế đang đang bắt đầu điều tra bắt đầu xem xét để điều tra lại cái 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 vấn đề đó vào những cái năm trước đó các bạn đó nhưng mà thật sự bây giờ mà nhìn vào cái à, có một vài tờ báo đưa lên là cái cái chỗ mà khám chữa bệnh của ông ông võ hoàng yên tại tỉnh hà tĩnh bây giờ nó nó là rong reo đổ nát rồi không ai làm hết đó. tức là bỏ bỏ phế lâu năm đi rồi cái bản hiệu thì cũng bị gãy hết rồi đó là như vậy đó đó, thì um, hôm nay của vợ cũng hơi 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 bận rộn đó cho nên mình cũng không có có nhiều thời gian để mình cập nhật thông tin cho các bạn thì lướt qua cái trang facebook của bà Nguyễn Phương Hằng thì uh, bọn cũng có uh, viết lên một vài dòng trạng thái thôi tức là cái ý kiến cá nhân thôi nó không có vẻ gì là nó uh, đặc biệt nó mới cả nhưng mà nó mới có một cái chút xíu là bọn nói rằng là có ông em, em trai của ông Yên đó cái người mà đã giúp bà Nguyễn Phương Hằng đã no biết rõ ràng về ông Hỏa Vị Yên là như thế nào đó thì hôm nay hôm nay là người em trai này cũng đã quay ngược lại là nói những cái lời chỉ trích à, bà Nguyễn Phương Hằng đó bờ một số hàng nói rằng là em trai ông Yên người đã giúp tôi rất nhiều trong công cuộc để biết rõ võ vị yên là ai em ấy rất là lương thiện nhưng có lẽ máu chảy ruột mềm cho nên em ấy đã lên tiếng chửi tôi không sao cả, tôi vẫn phải cảm ơn em ấy và hiểu được khi cả nhà đang lâm vào sự rễ khinh của xã hội. Nhưng ai làm thì người đó chịu nhân quả, nhẫn tiền. Thì bà nói như vậy. Tức là cái người em trai của ông Yên bây giờ đã quay ngược lại và đã kích bà Nguyễn Phương Hằng. Tức là về phía của ông Yên. Thì bây giờ coi như là chúng ta hãy chờ xem ha. Chúng ta, các cái, cái bạn cùng quốc võ hãy chờ xem cái tình hình sắp tới như thế nào. Rồi chúng ta hãy có những cái... cái, cái kết quả uh, uh, nó rõ ràng ra trong khi sau khi mà cơ quan chức năng họ vào cuộc hai các bạn nha rồi chúc mọi người một ngày tốt lành nha i love you cả nhà